Chào các bạn đến với Honorview, và hôm nay mình sẽ tiếp tục với một buổi đi chơi của mình. Hôm nay mình sẽ đến Richmond bởi vì đó có buổi yoyo mà mình sẽ tới đó xem có mày học hỏi được gì và mình sẽ gặp lại bạn đó. Nếu ai gặp mình thì chào ha. Ông chị nha, cho mua hai cọc đi vô. Dạ, xanh hồng có ở đó rồi. Em có lấy bịch, có lấy bịch. Ở mọi nó đúng rồi, nơi đây là mình mua chơi vô cái gì, chơi vô nhiều của mình. Nếu các bạn thấy là đây, đây là nơi mình mua vô với mua dây để chúng mình đi chơi. Ok, bây giờ mình sẽ qua chỗ vô. Bây giờ mình tới nơi rồi, nhưng mà giờ cái chỗ bên vô nó chưa tổ chức nên bây giờ mình sẽ đi vòng vòng. Thì xung quanh đây mình thấy có những cái kia đúng không ta? Ant-Man, rồi Inside Out, rồi Iron Man, đúng không? À, Star Wars, mà chỉ Star Wars, chỉ Star Wars thôi. Đấy, nếu qua đây thì sẽ có Flashman đúng không ta? Quên tên này. Dạ, Star Wars. Và nếu đi qua đây thì sẽ có Adventure. Dạ, Black Widow, Thor, rồi Iron Man, Hulk. Hawkeye, rồi Captain America. Qua đây sẽ có những figure nhỏ nhỏ hơn như là Batman, Robin, Donald Duck, Mickey Mouse, and over there is Blue Iron Man. Maybe. Ok, nếu qua đây là mình thấy có xe mô tô của người ta Batman đúng không? Rồi kia là chắc kho vũ khí của Batman đúng không? Các bạn thẳng thấy Batman và quyền xa tổ đuổi tổ bố chứ kìa. Có dạ, nếu có thấy sáng sáng đó là đèn ngoài thôi. Yeah. Đèn nó chiếu vô. Còn nếu qua đây là mình có thêm nhiều figure mới nữa. Dạ, yeah, Iron Man, rồi Tony Stark. Dạ, let's see. Nếu qua đây thì nó chắc đây là phần mình thấy nhất nè. Yeah. Quen tất cả một đẹp thấy chưa? Dạ, Iron Man, Snap, rồi Dạ, yeah, pretty much that about it. Yeah, mình cái thứ ngắn điều hoài luôn vậy. Em sẽ dừng video tại đây một chút. Rồi. Yeah. Ok, chỗ bị diễn vô sẽ là nơi đây và mình có ghé qua K&K Toy để mua thứ đồ. Thì mình có mua con mình con Bakugan. Nó được giảm giá 1% nên mình muốn khá được. Thì nếu các bạn muốn coi mình mua con gì thì hãy đợi video lần sau đi, rồi mình sẽ mở con bật ra đó. Bây giờ mình sẽ quay lại chỗ để mang Kingdom để tham gia buổi vô. Và bây giờ lúc bây giờ á, các bạn nhìn thì khá là đông rồi đấy. Dạ, yeah. Ok, giờ nào bởi trước mình sẽ quay tiếp. Dạ, trong K&K Store kìa. Mình thầy ơi, Car Ranger. Dạ, yeah. Ranger, Goldbuster, Gold Ranger đúng không? Dạ, yeah. Q Ranger, Gold Ranger, đủ thứ hết trơn. Dạ, có đây có Play luôn. Quay, em gắn vào bên trong. Và đây có Goldbuster, Kuyu Red, Kado, rồi dạ, yeah. Nó nhiều đồ của Nhật Bản. Chủ yếu có biết Grosset không nè? Mang huy có Gundam đúng không?
Have some puzzle. Could you blast them? Oh, full zoo. Oh, có switch nữa nè. Rồi có force driver, media driver, old fire blaster đúng không? Chắc vậy. Đây, lấy một móc rồi full zoo. Dạ, cuối mà xem. Play rồi bắn bi rồi đủ thứ. Dạ, play bigger. Qua đây có đủ thứ. Đang ở kìa, mua nó ở đây. Đây, có thời gian nên mình chưa. Ngồi nó coi xíu nha, đợi nó chút nha. Có Pokemon White Kirin. Qua đây rồi có theo ba tô của căn thu này. Dạ, thấy cái mẫu thử mà mình mẫu thử rồi. Dạ, ngồi theo ba tô. Dạ, mainly of Japan đây, right? Yeah, Japan. Để được bán như vậy mà đúng không? Okay. Yep, đây là spawn của cửa hàng K&K Store. Yep, ai muốn mua đồ Nhật Bản thì cứ vô đây mà mua ha, ok. Ok, giờ mình bên trong có của My Kingdom Small thì xung quanh đây trời các ơi. Mình có Lego gì đó. Mình có Lego gì rồi. Oh, Bionis. Yeah. Để có biến nó tiếng nói gì thử. Để có speed. Để có Ninja Turtle. Ninja Zoo. Little Pet Shop. And mấy little, mấy cái ngài ngọt. Yo yo. Có đây. Don't have the money right now. Giờ mong có tiền nên mình không thể mua mấy con này được. Nhưng chắc để lần sau đi ha. Nhưng mà đôi khi mình rất muốn con vô này vì có đủ thứ để mình chơi vô giỏi. Nếu cái video nó hơi lắc gì vậy mà các bạn thông cảm nha. Yeah, string. Yeah, string over here. Dây. Yeah, muốn gì tốt hay không nếu mình chưa xài bây giờ. Mua vô nữa. Yeah. Oh, có đồ đeo nữa. Baby X. Yeah. Nếu mình nghĩ mình trẻ con thì một phần chắc cũng. Ngày hỏi tuyệt, ngày hỏi vô tuyệt đỉnh. Ở 292 miếng đó, 2 phần. Có pap, có string, có đồ thứ. Quỷ vương phiên bản đặc biệt. Dưới anh đi qua đây con. Dạ, xong có một số sản phẩm nè. Mình chưa thử con này bao giờ hết thế mà muốn thử. Yeah. Maybe otherwise. Thank you.
everyone play that way. I like getting the slap, man. Yeah. Ok, các bạn đang trình diễn xem một tiếp mục biểu diễn video của anh gì đó mà không biết được. Dạ, giờ anh đang dùng video Battery Shutter. Mà mới biết phiên bản gì, nhưng mà như nó phiên bản đặc biệt. Nha thầy một bạn gì đó không biết. Ok, nhưng anh dùng nhiều chiêu tốc độ nhanh lắm, mà anh dùng chiêu nhanh slap không có luôn. Nếu bạn là người chơi vô dỗi gì đó nên không phải có thể biết rồi. Ok, anh đi đầu đẹp kết hợp crime rồi đủ thứ. Yeah, horizontal. Do your knee. Oh yeah, mình quên điều nữa là đây có con hoa lan điều ước của Lego. Và mình có cái thông tin là đây sẽ có cái thông bằng làm toàn bằng Lego hết luôn. Dạ, rất nhiều Lego. Và rất nhiều nhiều người thích Lego. Oh, Santa Claus. Yeah, Lego friend, mình không thích Lego friend. Yeah, ở ngoài Lego Ninjago đây rồi. Vòng xe thì là đủ thứ nha. Yeah. Đúng rồi, đứng gần các bạn, đứng gần các bạn có thấy được là đây là toàn Lego hết luôn. Và nó trưng bày nhiều công việc Lego, chờ đến bà này chứ đâu. It's coming to time. Rất nhiều Lego. À, các bạn có sản phẩm Lego được giảm đi 50%. Hồi xưa là mình không có mờ lên. Đó là một dòng của cái
Well, bây giờ mình đã trở lại ngôi nhà của mình. Bây giờ hay quá một ngày đó của mình để chơi Giáng sinh. Tại vì tụi con mình cũng khá vui, mà được biết nhiều chuyện vô từ mấy anh bên Yo. Rồi mình được thấy một cái thông Noel làm video, mẹ các bạn thấy phần trước video. Đôi khi nhiều thứ mình muốn mua lắm, ví dụ con vô cỡ 500 chẳng hạn, mà xung không có tiền không. Rồi vào Candy Store mình rất thấy rất nhiều đồ chơi của Nhật Bản, tại vì mình thích, rất thích nhiều Nhật Bản, được Super Sentai rồi Gundam đúng không? Có thể là vậy. Rồi mình có một con Bakugan giá được giảm 50%, cho nên mình cũng rẻ hơn. Nếu mà muốn coi thì mình sẽ làm cho video riêng. Thì cảm nhận của mình sau khi chơi được đi vô chỗ đó thì vui, vui chủ yếu. Được tư vấn và cách chọn video cho những người mua video. Thật sự người ta hỏi mình như thế nào rồi mình trả lời. Thì nếu các bạn muốn coi một cái video mà mình hướng dẫn cách chọn video thì nếu các bạn cứ comment dưới đi rồi mình sẽ làm cho. Rồi sao ta? Hiện đó của một người đi chơi Giáng sinh của mình. Nếu các bạn thích video này thì đừng có like cho mình. Nếu các bạn có điều gì muốn nói thì cứ comment dưới, mình sẽ xem rồi có gì mình trả lời các bạn sau. Và sẽ có những video tới nữa thì mong các bạn mong chờ từ channel của mình nha.